cùng Paula's Choice hiểu về hàng rào bảo vệ da để chăm da khỏe đẹp từ bên trong. Hàng rào bảo vệ da chính là lớp phòng thủ đầu tiên của da, được tạo thành từ các tế bào da chết, tế bào sừng và lipid, tạo thành lớp vữa nối giữa các viên gạch tế bào sừng, bao gồm ceramide, cholesterol và axit béo, giúp tạo ra các yếu tố giữ ẩm tự nhiên trên da. Theo bác sĩ da liễu tại Paula's Choice, làn da khỏe mạnh và hoạt động tốt dưới sự bảo vệ của một lớp rào chắn còn nguyên vẹn. Trong trường hợp lớp rào chắn bị tổn thương, dẫn đến mất độ ẩm và độ cân bằng pH, sẽ tạo điều kiện cho các vi sinh vật có hại và các chất gây kích ứng xâm nhập vào làn da. Kết quả khiến da trở nên nhạy cảm, dễ mẩn đỏ, kích ứng cũng như xuất hiện các vấn đề lão hóa như nếp nhăn, thâm nám, tàn nhang. Vậy làm thế nào để củng cố và tăng cường hàng rào bảo vệ da? Hàng rào của da không khó sửa chữa như bạn nghĩ. Phục hồi hàng rào cho da bao gồm việc cung cấp cho da các thành phần cần thiết để phát triển mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường và quan trọng nhất là điều trị nhẹ nhàng. Dưới đây là một quy trình bao gồm các sản phẩm giúp củng cố và tăng cường hàng rào bảo vệ da mà bạn có thể tham khảo. Bước 1. Làm sạch bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa hương thơm và xà phòng, phù hợp với loại da của bạn. Bước 2. Cân bằng độ pH da với toner không chứa cồn xấu. Bước 3. Loại bỏ tế bào chết cho da. Sản phẩm mới 6% Mandelic Acid cộng 2% Lactic Acid Liquid Exfoliant giúp phục hồi và tăng cường hàng rào bảo vệ da hoàn hảo. Với công thức độc đáo từ 6% Mandelic Acid cho da đều màu, mờ nếp nhăn, cùng công nghệ giải phóng chậm 2% Lactic Acid cho da mềm mịn và chiết xuất cúc vạn diệp với hoa anh đào giúp tăng cường và phục hồi hàng rào bảo vệ và hệ vi sinh trên da. Bước 4. Tinh chất phục hồi tăng cường. Ưu tiên các sản phẩm có chứa peptides, hyaluronic acid, ceramides, acid béo omega. Đây là các thành phần giúp tái tạo, củng cố hàng rào bảo vệ da hiệu quả. Bước 5. Dưỡng ẩm cho da. Hoa kem dưỡng ẩm phục hồi hàng rào bảo vệ chứa ceramide hoặc omega 3 giúp tăng cường và phục hồi hàng rào bảo vệ da toàn diện. Đừng quên chống nắng cho da với kem chống nắng có màng lọc quang phổ rộng cross spectrum SPF 30 trở lên để bảo vệ da toàn diện dưới tác động của tia UV. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, hãy comment ngay để Paula Choi hỗ trợ và đừng quên like, share, subscribe Paula Choi Việt Nam để đón chờ những video chăm sóc da tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.